Chào mừng các bạn trở lại với kênh Vlog Phạm. Thì hôm nay tôi sẽ chia sẻ với các bạn về chủ đề hãy độc chiến để xem bản thân mình mạnh mẽ đến cỡ nào. Thì trước giờ tôi chỉ nói toàn là đi theo nhóm, còn hôm nay đề tài này tôi sẽ nói khác với những đề tài trước, bởi vì tôi sẽ chia sẻ với các bạn về những chuyến đi mà tôi độc chiến, cảm giác của tôi thế nào và tôi học được gì thì tôi sẽ chia sẻ với các bạn ngay sau đây. Thì hầu như mọi chuyến tour mà tôi đi thì đa số nó đều có thêm vài anh em trong nhóm, nên lúc nào đi cũng an tâm và không lo sợ một điều gì cả. Nhưng mà có những lúc tôi chỉ đi có một mình thì cảm giác nó lạ lắm các bạn à. Trong lúc mà tôi chạy như vậy thì lẩn quẩn trong đầu tôi nó chỉ có một chữ là cô đơn. Cái đoạn đường mà thường ngày mình chạy với anh em thì thấy nó ngắn, nhưng mà tự nhiên hôm nay đi một mình thì thấy nó dài đến lạ thường. Và khi chạy như vậy thì tôi luôn lẩm nhẩm câu nói mà tôi nghe được trong một đoạn phim cách đây vài năm, đó là bộ phim Transformers Robot Đại Chiến. Trong đoạn ấy, ông ấy nói và vỗ vai với một chàng trai và nói rằng con đường của những chiến binh luôn cô đơn, và câu nói này làm cho tôi mạnh mẽ hơn. Và tôi không khuyên cáo các bạn là hãy đi một mình, và nếu như các bạn muốn đi chơi thì tôi khuyên các bạn nên đi theo nhóm, thì nhiều cái đầu gặp lại nó vẫn hơn. Nhưng đôi khi chúng ta nên đi một mình. Thì tôi nói như vậy là tại sao? Bởi vì khi đó là lúc mà bạn thấy được bản thân mình mạnh mẽ nhất. Bạn tự chạy, tự tìm đường, tự vá xe, tự ngồi ăn một mình giữa nơi đất khách. Và cái quan trọng hơn là các bạn chiến thắng được bản thân, chiến thắng được nỗi sợ hãi. Và khi về đến nhà thì các bạn thấy mình mạnh mẽ hơn và học được nhiều điều hơn. Và khi đi một mình thì phải đi như thế nào? Các bạn nên đi vào ban ngày. Nhớ là nên đi vào ban ngày và canh về khi trời đã qua giờ trưa. Ví dụ như thế này, một buổi sáng cuối tuần nào đó các bạn có thời gian thì buổi sáng đó các bạn xuất phát và cứ chạy như thế. Lần đầu thì chúng ta nên đi gần là xuống Vũng Tàu, xa hơn thì Hồ Tràm, xa hơn nữa thì Mũi Cây Gà và Phan Thiết. Thì cái mục tiêu đích đến là ở đó, nhưng khi đi đến khoảng 12 hay đến 1 giờ trưa mà chưa tới thì các bạn cũng phải quay về. Bởi vì khi về giờ đó, nếu có xảy ra sự cố thì những người xung quanh đó, khu vực đó sẽ giúp được các bạn. Ví dụ như đoạn Hồ Tràm Xuyên Mộc mà các bạn về khoảng đoạn 5 giờ rưỡi đến 6 giờ thì nó vắng không có bóng người, mà trạm xăng thì cách rất xa nhau, không có tiệm vá xe thì đường đi nó rất tối và đi về giờ đó nó rất là nguy hiểm. Và các bạn nên đăng ký 3G trước khi đi, để khi mà chúng ta lạc đường thì đôi lúc chúng ta phải sử dụng điện thoại để dò đường, và nên mang theo sạc dự phòng. Tiền thì các bạn nên cất ở nơi khác, trong bóp thì các bạn để gọn 200k qua một bên. Thì tôi nói như vậy các bạn hiểu ý tôi rồi nhé. Còn về chiếc xe thì các bạn nên mang theo một bộ vá xe mini mà ở những video lần trước tôi đã hướng dẫn. Và có nhiều bạn hỏi tôi rằng có nên mang theo vũ khí để phòng thân gì hay không. Thì các bạn đi thư giãn, đi du lịch chứ có phải đi đánh nhau đâu mà mang theo vũ khí. Mà đi mà cứ mang tâm trạng cứ lo sợ và nghĩ đến chuyện đó thì nó sẽ tới. Các bạn có biết lực 500 không? Khi mà nghĩ đến cái gì thì điều đó nó sẽ xảy đến. Các bạn cứ lựa chọn những đoạn đường có nhiều người và đi vào giờ ban ngày. Thì khi các bạn đang chạy như vậy, ít ai dám đứng ra mà chặn đường các bạn lắm. Chỉ có đôi khi nó giàn cảnh cướp, nó chạy theo ép xe các bạn hoặc giả làm tai nạn để dụ cho các bạn dừng xe hẳn lại. Chứ nếu như các bạn đang chạy cả trăm như vậy mà nó dám đứng ra giữa đường để chặn thì mình nghĩ thằng cướp đó đầu óc của nó cũng không bình thường. Và các bạn nếu có như vậy thì cứ thử xem ai gan hơn. Nhắm mà nó đứng được luôn thì chúng ta cứ giữ tay lái, bình tĩnh, lách qua. Nó mà không né chúng ta thì chúng ta né nó thôi. Thôi tôi nói vui với các bạn để giải trí thôi, chứ nếu như các bạn muốn an tâm thì nên mang theo một cây tiếp vũ nha. Và khi đi như vậy thì không nhất thiết phải chạy cho nhiệt. Các bạn cứ chạy bình thường, nhắm sức mình chạy tới đâu thì các bạn cứ chạy tới đó. Đừng có cố quá rồi nó thành quá cố. Cứ từ từ ngắm cảnh, đừng đặt mục tiêu quá cao rồi gây nguy hiểm cho chính chúng ta. Mình đi là để trải nghiệm và để học hỏi mà. Và thêm một điều nữa các bạn hãy để ý nhé. Bất cứ khi các bạn đi đâu, đi chơi hay đi làm, khi mà các bạn đang đi như vậy thì tự nhiên có cảm giác như ai kè kè sát bên. Thì điều này tôi nghĩ là hầu như các bạn mà hay đi xe máy thường xuyên thì các bạn sẽ dễ nhận ra được điều này. Khi phát hiện như vậy thì chúng ta nhắm mà xe của chúng ta mạnh thì nên về số sóc tua vượt mặt nó. Còn nếu như xe của chúng ta yếu thì chúng ta nên thắng lại, tìm chỗ đông người hay có nhà dân mà chui vào. Thì mấy người đó toàn là những người có mua đồ xấu thì các bạn nên thận trọng hơn. Thì trong cuộc sống đôi lúc nó cũng giống như vậy đó các bạn à. Không phải lúc nào mà chúng ta đi cũng có ai đó cùng đồng hành với chúng ta. Thì có những lúc trong cuộc sống chúng ta có những quyết định, những lựa chọn của mình khác với mọi người. Thì trên chặng đường mà chúng ta đi, quanh lại chỉ có một mình. Thì trong cuộc sống nó như một chuyến đi xa như vậy, thì sẽ có những đoạn đường đẹp và cũng sẽ có những đoạn đường xấu. Áp lực mệt mỏi thì chúng ta ghé vào quán nước nằm nghỉ. Hết năng lượng thì chúng ta lại ghé vào đổ xăng. Đi đoạn đường đó lần đầu thì chúng ta thấy xa, thấy mệt. Nhưng đi được rồi thì những đoạn đường đơn giản kia không còn là thử thách đối với chúng ta nữa. Và cứ như thế, thử thách của ngày hôm nay nó làm cho chúng ta cứng cáp hơn.
Và khi qua ngày hôm sau thì nhìn lại thì những thử thách này nó thật là đơn giản. Và các bạn khi đi như vậy nên đầu tư cho mình một chiếc điện thoại để có thể chụp ảnh và quay phim để lưu trữ lại được những khoảnh khắc đó. Và khi tối về nhà hãy thưởng cho mình một ly bạc xỉu nóng, cứ ngồi ngả người ra ghế và cảm nhận cảm giác ấy. Và nếu như các bạn đã trải nghiệm cảm giác này rồi thì hãy chia sẻ lại với tôi. Và cảm ơn các bạn đã xem video này và hẹn gặp lại các bạn ở các phần sau.